tổng kho dụng cụ làm vườn em Thảo gửi lời chào tới toàn thể các bác. Hôm nay em về được rất nhiều những cái dòng cưa to, những mẫu cưa dành cho các bác nhà mình đi ghép cành. Và ở video hôm nay thì sẽ có những dòng cưa Nhật rất chi là cao cấp các bác ạ. Cưa Đài Loan và cưa Hàn Quốc. Và với những cái sản phẩm này thì em sẽ quay qua cho các bác nhìn một loạt này. Sau đó em sẽ chi tiết về từng sản phẩm và báo giá để các bác nhà mình biết. Đấy và số điện thoại của đơn vị em thì các bác hãy liên hệ trực tiếp tới ba đầu số điện thoại kia để em tư vấn nhé. Hoặc là các bạn kết bạn Zalo Đấy, và chụp những cái mẫu mà các bác đang cần. Thì đầu tiên em sẽ đưa tới các bác một cái dòng cưa to đó là cưa Parker. cơ. Cưa Parker cơ thì ngày hôm nay thì em sẽ tặng cho các bác nhà mình một lưỡi và tặng theo cho các bác nhà mình một rũa cưa. Đây là cưa Parker cơ nhé. Cưa này các bác có thể cưa cành là tới 20cm đấy ạ. Đấy, còn về cái phần lưỡi của nó. Khi các bác mà sử dụng lâu dài mà nó cùn thì các bác có thể sử dụng sang cái lưỡi này, đổi lưỡi. Đấy, bỏ cái lưỡi cũ thì các bác sử dụng cái lưỡi mới này. Để và được tặng theo một cái rũa Khi các bác thay thế thì các bác có thể rũa cưa Đấy và với một bộ cưa đầu tiên này em đang tặng các bác Với cái giá sẽ là 200 ngàn à, Được mua một được tặng hai Và sẽ miễn phí ship tới tận nhà nha các bác nhé Đấy và với những cái sản phẩm sau đây thì hôm nay đây là cưa top này Cưa top mà xịn loại một này Đấy em chi tiết luôn về cái cưa top này nhé Cưa top này thì uh, rất nhiều bác này chỉ mua lưỡi không thôi Thì bên em cũng sẽ bán lưỡi rồi đây là một cây cưa top chuẩn xịn lại một Và với dòng cưa top này thì nó là dòng cưa 35cm Nếu như các bác mà làm cây trong vườn ấy các bác uh, chưa biết tới, loại cưa top này thì rất chi là tiếc bởi vì 100% các bác sử dụng mà đi làm cây công trình, làm cây lớn ấy và làm cả cắt cành bồng cành bưởi trong vườn thì các bác sử dụng cái cưa top này. Và với một cưa top này thì em đang gửi tới các bác với cái giá sẽ là 300 000 Em sẽ miễn phí ship trên toàn quốc các bác nhé. Một cưa đấy và bác nào mà muốn mua lưỡi rời thì em cũng sẽ có lưỡi rời ở cái dòng cưa top này đấy và sản phẩm bên này thì hôm nay sẽ đưa tới các bác dòng kìm cắt dây và dòng kìm cắt thép thì các bác hãy xem thật kỹ rất nhiều bác hỏi em là cái kìm này có cắt dây thép được không thì em nói luôn cái kìm này không cắt được dây thép đâu các bác ạ à, dòng kìm này thì nó là dòng 2 um, em xem nào 22 a của japan thì với cái mẫu kìm này thì đợt trước là em đang gửi cho các bác là 150 000 nhá. Và ở video ngày hôm nay thì sẽ gửi tặng các bác tri ân tới tất cả các bác với cái giá sẽ là 80 000 đồng Dùng để các bác nhà mình cắt dây nhôm bốn cây cảnh phía trên kìa các bác kìa. Đấy, dây nhôm thì nhà em là đại lý nhá, một tẹo em sẽ quay về cái kho dây nhôm của em. Để các bác nhà mình mà đang cần dây nhôm bốn cây cảnh thì các bác có thể liên hệ tới đơn vị. Đấy, 80 000 cho một cái kìm này. Các bác có thể mua kèm cùng những cái sản phẩm khác. Còn đây là kìm cắt sắt, đây là các bác này. Nếu như các bác mà muốn cắt sắt, uh, cắt khỏe thì các bác sử dụng cái kìm này nha các bác nhé. Thì em có nói luôn đây là dòng thép tốt nhất mà em muốn đưa tới các bác như mình. Thì nó chỉ có 60.000 đồng trên một cái kìm này thôi. Một cái kìm này là 60.000. Và đây cái kìm này còn là kìm đa năng đa chức năng nhé. Một uh, vế là cắt sắt này. Uh, còn bên trên thì uh, là một cái chế độ vặn ốc ở trên đỉnh này. Uh, dưới này là vặn ốc này. Còn uh, phần uh, dưới này là phần uh, uh, cũng là vặn ốc này kẹp dây điện này đấy ở cái kìm này còn nếu như các bác mà sử dụng kẹp dây điện nhiều thì các bác sử dụng sang cái mẫu này cho em cái này thì nó cũng là ba chức năng kẹp dây điện đây 60.000 đồng trên một cái các bác nhé đấy và tô vít điện thì em đang gửi cho các bác 40.000 đồng một cái này tô vít hai đầu này bút điện hai đầu nói nhầm bút điện hai đầu 40.000 đấy và tô vít thì tô vít sửa chữa chắc chắn trong gia đình bác nào cũng cần thì tô vít cái tô vít này là 25.000 nhé toàn bộ là tô vít hai đầu các bác có thể rút ra rút ra thì nó sẽ có một đầu 4 cạnh và một đầu hai cạnh đấy đây là tôi viết dài là 30.000 này 30.000 một cái đấy còn dòng mỏ lết y cụ thì hôm nay sẽ đưa tới các bác mỏ lết thì em sẽ có 3 loại nhá một loại to nhất là mở là 375 mở 375 còn một cái là mở 300 mở ra 300 còn một cái là mở là 250 Đấy, và đây là dòng thép y cụ đặc biệt mà nhà em đặt rất chi là khó về. Đấy em đăng tải các bác biết rất chi là lâu rồi hôm nay mới đăng tải lại. Thì uh, con uh, y cụ này này 250 là em đang gửi cho các bác là 120. Đấy và con 300 mở 300 này là 150. Còn con to nhất là 375 thì là giá 200. Đấy đây gọi là cái mỏ lết của dòng thép y cụ loại đặc biệt nha các bác nhé Đấy và lên tiếp tới phần trên này để toàn bộ là cưa Nhật này. Uh, kéo này thì hôm nay em sẽ đưa tới các bác một cái bộ cưa mới nhất mà em chưa đăng tải bao giờ luôn À có đăng tải nhưng chắc đăng tải cách đây phải một năm rồi Và hôm nay đăng tải lại là lần thứ hai Đấy thì uh, đây là em có dòng cưa Hàn Quốc nha các bác nhé Ở mẫu cưa 35cm của mẫu cưa Hàn Quốc này Bác nào mà đã dùng rồi thì cho em xin một cái bình luận Bởi vì cái hàng này nó không có sẵn thì ba uh, cưa năm um, 350 của cưa Hàn Quốc thì hôm nay em sẽ có tay màu vàng và tay màu đỏ để tùy cho các bác thì mình lựa chọn Cưa Hàn Quốc này nói chung là rất chi là kén khách bởi vì bác làm mà sử dụng quen rồi thì 100% các bác sẽ sử dụng lại cái cưa này. Đấy, rất chi là tốt. Đấy và nó đang có giá sẽ là 300 000 trên một cưa. Đấy, dòng cưa của Hàn Quốc nha các bác nhé Đấy và tới dòng cưa Nhật, đây là một cái mẫu cưa Nhật cưa vòm từ những cái vỏ của nó cũng rất chi là cao cấp và đợt này thì nó cũng đã giảm giá rồi các bác ạ. Đợt trước thì giá nó rất chi là cao. Đấy và đợt này nó đã giảm giá rồi các bác nhé Một cái cưa vòm cong như này đợt trước là 450 đấy và tất cả các bác nhà mình mua ở live stream à, video ngày hôm nay thì em sẽ đưa tới các bác là 350 trên một chiếc của dòng cưa Japan mẫu cưa mới nhất đây cho các bác nhé đấy đây là các bác đây 350 trên một cưa Đó, bao gồm cả vỏ đẹp và chất như thế này đây nó như này này các bác này em miễn phí ship trên toàn quốc luôn đấy và tới những bộ kìm kéo nha các bác đấy và dòng cưa này thì Ờ... À... Hay là em chi tiết về cưa trước sau đó lên kìm để kéo nha các bác nhá. Cưa trước thì hôm nay đây. Mẫu cưa này chuyên để các bác nhà mình đi ghép cành này. Em đã bán cho các bác ở trên Phú Thọ nhá. Các bác ở Đông Anh và các bác ở trên uh, uh, Lào Cai Yên Bái đấy ạ. Nếu như làm cây mà các bác chưa có cây cưa này thì rất chi là tiếc. Một cái dòng cưa tay cam của hãng top chuẩn xịn loại 1. Con này thì dài có 25cm thôi các bác ạ. Nhỏ gọn và bìa của nó đây. Và với một con cưa này thì em đang đưa tới các bác là 280.000 trên một cưa nhé các bác nhé. 25cm, nhỏ, gọn, nhẹ, sắc ngọt như nước luôn các bác ạ. Đấy và dòng cưa này thì bộ cưa hôm nay thì cũng chia sẻ tới các bác là hôm nay cây rũa này thì các bác nào mua thì sẽ được giảm giá một chút nhé. Dòng rũa cưa đặc biệt đây các bác này. Đấy, rũa cưa này thì nó là một cái dòng rũa cưa tốt nhất. Ví dụ em có một loại 50.000. Nhưng mà loại này đợt trước đó là 150 000 đấy và đợt này giảm giá là còn 100 000 thôi các bác ạ. Đấy còn nếu như các bác muốn mua rũa 50 000 thì uh, em sẽ giới thiệu tới các bác rũa 50 000 nhá. Rũa các loại cưa luôn. Đấy còn đây là cưa Nhật đấy các bác này. Cưa Nhật là cưa Topman. Cưa Topman của Nhật Bản 100% nhé các bác nhá. Thì uh, với cái dòng cưa Topman này thì uh, sẽ có vỏ bọc như này. Đấy, và bảo hành cho các bác đây là hàng Nhật ấy. có mã vạch các thứ đàng hoàng. Thì cưa Nhật này nó đang là 350 000 trên một cưa. Dòng cưa này là cưa bao nhiêu cm nhỉ? Dòng cưa này là cưa 24 cm nha các bác nhá. Cưa 24 cm. Đấy và tới cái cưa này là cưa 30 cm này. Đây là con cưa top ma Đấy, con này thì là 500 000 nghìn cho một cưa nha các bác nhá. Cưa xịn. Đấy còn tới cái bộ cưa này thì đây là một cái bộ cưa mà em đã gửi rất nhiều cho các bác. Đấy bộ cưa này thì chia sẻ với các bác luôn là em sẽ có 27 cm, centi, 30 cm centi và 35 cm. Đấy và cái này thì nó là dòng cưa Bên em chuyên giao sỉ Cho nên là các bác sẽ mua được một cái dòng cưa tốt nhất Chất lượng loại 1 luôn Báo giá luôn từ các bác là cây cưa này em đang gửi cho các bác Với cái giá sẽ là 380.000 đồng trên một cưa 35cm Dòng cưa các bác nhìn cái lưỡi của nó cưa loại một này Nó sáng bóng như này các bác nhé Đấy Và đây là cưa 30cm Thì nó sẽ rẻ hơn một chút cho các bác nhé Còn đây là cưa 27cm Có nghĩa là 380, 370 và 360 Đấy tùy thuộc bởi vì làm cây cảnh thì cũng có bác thì chỉ cần cái loại thấp như ngắn như này thôi, cũng không cần dài. Về độc phần lưỡi của nó là 27 cm nhé cũng tương đối là dài rồi đấy các bác. Đấy. Và Đó, giao ghép này, tiện giới thiệu luôn tới các bác giao ghép con dao mã 8 con dao Nhật đây. Con này thì hôm nay sẽ giảm giá cho mỗi bác mua một con giảm giá 50 000 nghìn nha các bác nhé Là em đang đưa tới các bác giá sẽ là 200 000 nghìn trên một dao. Đấy. Và ship trên toàn quốc. Còn với con dao này là ăn được cả má trái cả má phải nha các bác nhé Đấy con này rất chi là hay ăn cả má trái cả má phải đây Đây Em đang đưa tới các bác là 150 nghìn trên một dao Đấy, Và bác nào mà muốn mua bóng ghép thì em sẽ có bóng ghép loại chuẩn xịn loại 1 Sẽ có từ 3 cho tới 10 phân để các bác nhà mình uh, lựa chọn nhé Đây là chuyên bóng ghép sẽ có đủ các loại phân Mỏng nhất là 3 phân này các bác này Chỉ có 30 ngàn thôi Đấy, một cuộn. Đấy, còn uh, với con cưa bút đi này thì cũng đã thông báo với các bác là giá ngày hôm trước là Đợt này mỗi bác mua thì sẽ được giảm giá 50 nghìn Thì em nói mà các bác hôm nay thì em đang tải, tải toàn cưa xịn cưa loại 1 thôi các bác nhé cho nên là các bác cái cưa giá nó cũng hơi cao nhưng đổi lại các bác sử dụng nó rất chi là chất luôn Cưa hộp gỗ này Đây Cưa này dành cho các bác này mình sưu tầm Cưa bút đi Đấy và đây là cái cưa Cưa này thì hôm nay sẽ giảm giá là còn 450 nhá mà hôm đó là 500 đấy Các bác nhìn này Quá là xịn luôn 450 trên một cưa và anh sẽ miễn phí ship trên toàn quốc Đấy tiện em có con dao gọt sẹo Nhật đây luôn cũng giới thiệu tới các bác nhé. Dao gọt sẹo này nó là lưỡi thép Nhật, thép trắng của Nhật. Thì một con dao này em đang đưa tới các bác là 200 000 trên một dao để các bác này. Dao trái dao phải đều có hết các bác ạ. Đấy và tới uh, bên trong này thì là cưa gỗ hương thì video nào cũng đăng tải rồi. Em sơ qua một chút cho các bác này mình nắm bắt được cưa gỗ hương. Cưa gỗ hương thì em có 15 cm. 15 cm, 150. Cưa 20 cm là 200. Cưa 23 cm. Đây, cơ 23 cm là 300. Đây là dòng cưa chuyên nghiệp dành cho các bác làm cây bonsai làm cây cảnh. Và tới những cái mẫu kìm cắt dây nhôm thì các bác sử dụng mẫu kìm to loại chuẩn xịn này. Loại này là thép đúc cho các bác nhé. Một chiếc kìm cắt dây này em đang đưa tới các bác giá sẽ là 100 000 trên một kì. kìm. Kìm cắt dây. Còn cưa lọng Nhật bãi thì chắc chắn là em cũng không phải giới thiệu nhiều bởi vì cái này thì em đã gửi cho các bác quá là nhiều luôn. Đấy, và với dòng cưa này thì em nói thật cái giá của nó chỉ có mấy chục ngàn thôi Nhưng mà các bác đổi lại sẽ mua được cái dòng cưa vô cùng là chất lượng Đấy các bác nhìn trên phần lưỡi của nó nó hơi có cái kẻ kẻ đen đen tí nhá Nó là cưa bãi, đây các bác này Cưa bãi, em sẽ gửi cho các bác dòng cưa này là 80.000 đồng trên một cưa Tất cả các bác sử dụng nếu như mà cưa cưa này không sắc thì gửi lại cho em luôn nhá Đây là một con cưa mà mới nó là dòng cưa mới nó là 200.000 và 150 rưỡi đấy nhưng hôm nay chỉ có mấy chục cái cửa bãi này thôi thì các bác sẽ mua được cái giá sẽ là 80 000 Đấy và em sẽ đưa tới các bác là một đôi kéo thép đúc bãi. Đây các bác này. Đôi kéo thép đúc bãi này thì uh, hôm nay cũng sẽ giảm giá cho tất cả các bác trong dịp uh, nghỉ lễ 30 tháng 4 nhé Đấy, em sẽ đưa tới các bác với cái giá sẽ là 300 000 nghìn trên một đôi. Tất cả các bác nào mình mà xem được cái video này mà đang quan tâm đến mặt hàng gì thì hãy kết bạn Zalo với em qua đầu số điện thoại trên. Đấy và các bác mà yêu quý kênh thì nhớ cho em xin một like nhé. Một chuông và một nút đăng ký kênh ở ngay cạnh góc màn hình. Khi các bác đã đăng ký kênh của em rồi thì các bác sẽ xem được tất cả các sản phẩm của nhà em khi em đưa lên. Đấy và đi sang mé bên này cho các bác nhà mình xem một chút về những cây cạp. Đấy vào hôm nay thì sẽ có những đôi kéo mà mua một tặng một nhé. Kéo làm vườn. Đấy kéo làm vườn mua một tặng một. À, đi lên phía trên này trước kéo bếp Đức này kéo bếp công nghệ Đức thì hôm nay tất cả các bác mua ở video này một cái kéo này 250 và em sẽ giảm giá là còn 150.000 chỉ có 150.000 một cái kéo công nghệ Đức về các bác nhà mình cắt thịt cắt xương cắt rau củ quả ở trong bếp nhé Đấy bác nào có thể kết hợp vô cùng cái sản phẩm này thì mua luôn một cái kéo trong bếp còn với cái kéo bếp này là em đang đưa tới các bác là 50.000 này dòng kéo tay vào 50.000 đồng trên một chiếc nha các bác nhé cắt quá là ok luôn 50.000 Đấy và với bộ kéo tỉa này bác nào mà làm vườn mà chưa biết tới thì hôm nay mua một em sẽ mua hai em sẽ tặng một luôn và giảm giá 50 000 Bộ này trước các bác mua là 300 000 trên một bộ gồm có một cây 34, một cây 30 và một cây 24 này tặng nhé. Ờ, à, trước là 300 và hôm nay em giảm giá là còn 250 và tặng cho các bác theo một cái kéo tỉa này nữa. Đó là một bộ 3. Đấy chưa có một cái video nào khuyến mại đặc biệt như vậy cho nên là các bác mà xem được mà đang quan tâm thì hãy sử dụng luôn nhé. Còn cái kéo đức này thì là kéo xịn, kéo này thì em không về được nhiều, có mấy cái thôi. Cái này thì nó hơi đắt, nó 300 một cái, nó là dòng thép đúc liền khối luôn, loại cao cấp chất lượng. Và tới những cái sản phẩm trên này thì đây giới thiệu tới các bác về uh, một đôi kéo mà ngày hôm nay tất cả các bác mua một thì đều được tặng một. Em đã tặng cho các bác một cây kéo tỉa có lưỡi răng cưa, một cây tỉa chống trượt tay bằng thép cắt thoải mái không gãy cho em. Đấy nha các bác nhé mua một kéo Japan kéo cắt cành của Nhật như đây tặng cho các bác một cây kéo tỉa và giá sẽ là 200 ngàn em miễn phí ship tới tận nhà các bác nhìn chiếc kéo lại một nó phải có cái chế độ chống trượt như thế này đó mới là kéo chuẩn xịn nha các bác nhé đấy và tới um, kéo Kabushi kéo Kabushi đây các bác ơi kéo Kabushi thì là dòng kéo chữ chìm có cả chữ Nhật đằng trước và đằng sau hôm nay mua em cũng sẽ tặng cho các bác một cây tỉa trắng như thế này với cái giá sẽ là 200 ngàn miễn phí ship tới tận nhà các bác luôn Đấy, và dây nhôm muốn cây cảnh thì em là đại lý cấp 1 luôn nhá bác nào mua từ một cân trở lên em đã gửi tới tận nhà các bác rồi cứ từ một cân trở lên em gửi tới tận nhà đấy và kho dây nhôm của em ở trong kia các bác nhá. đất nhật akama và tất cả các loại thuốc dây nhôm giá rẻ nhất thì các bác liên hệ trực tiếp tới đơn vị em dây nhôm muốn cây em sẽ có từ 1 cho tới 8 ly đây này bảy tám ly đây các bác này đấy và tới một bộ kéo thép đúc liền khối ngày hôm nay thì đây là một bộ kéo mà chắc chắn các bác làm cây bonsai thì bác nào cũng thích bộ kéo đúc này. Một bộ kéo đúc này gồm có hai cây và một cây cắt và một cây tỉa các bác ạ. À, em quay thật gần cho các bác xem nó là dòng thép đúc của Japan. Đấy và hôm nay em cũng về được mấy chục đôi các bác nhé. Các bác nhìn này. Đẹp và chất như thế này. Thép đúc nguyên bản luôn. Một cây tỉa và một cây cắt. Thì cũng nói luôn tới các bác là đợt trước là nó đang là 600 ngàn một đôi. Thì hôm nay em sẽ giảm giá cho các bác là còn 500 ngàn trên một đôi luôn. Đây, bàn này các bác này. Đấy, bộ này cực kỳ là đẹp luôn. Đấy, và em sẽ gửi ship tới tận nhà các bác miễn phí ship nhận hàng, kiểm tra hàng trước khi trả tiền. Nó sẽ dài là 20cm nha các bác nhá Đấy, các bác lưu ý là như vậy. Và cũng nói luôn tới các bác là tất cả những cái dòng thẻ kéo thép đúc này thì cái mỏ của nó đều mài hơi tù tù như này một chút này. Rất nhiều bác hỏi có nhọn không? Mài hơi tù tù nhá Và đây là hàng thủ công rất chi là ít có. Thì cho nên là bác nào mà quan tâm thì hãy mua luôn. Với một đôi cây cắt và một cây kỉa của Japan, dòng kéo thép đúc. Đấy, và em đi xuống dưới này cho các bác thì mình xem kìm chết USA nhá Với đôi kìm cạp hôm nay em rất chi là nhiều và với cái giá thì cực kỳ là rẻ đây các bác này. Đấy, kìm chết USA. Kìm chết USA hôm nay sẽ gửi tặng cho mỗi bác mua một cây kìm chết này với giá sẽ là 100.000 trên một kìm. Kìm chết USA nhé các bác nhé, vừa là sửa chữa vừa là làm tất cả các công việc trong gia đình. Đấy, các bác thấy không? kim chết USA 100.000 trên một cây đấy và tới những cái sản phẩm uh, dưới này này uh, cưa hai lưỡi 60.000 đồng trên một cưa mua một cưa tặng một lưỡi nha các bác nhé đấy còn với bộ kéo thép lúc này thì hôm giờ em cũng đăng tải rồi hôm nay em sẽ đăng tải lại một chút nhé đấy đây một đôi kéo là không có vỏ và ngày hôm nay cũng sẽ giảm giá đợt trước là các bác đang phải mua là 400 và ngày hôm nay sẽ giảm giá cho các bác là còn một trăm rưỡi một cây mua từ hai cây là miễn phí ship đấy các bác ạ 300 nghìn một đôi, một cây cắt, một cây tỉa, một cây uh, kéo bướm và một cây kéo thép đúc Japan đây. Các bác nhìn này, thép đúc đen, 300 một đôi, em miễn phí ship từ tận nhà. Đấy và tới bên này đi lốt hai cái đôi này nữa cho các bác nhà mình được lựa chọn một thẻ nhé. Nếu mà bác làm mà uh, sử dụng đôi kéo đúc thép uh, Asaki màu vàng này, Japan. Đấy đôi này em bán 300 ngày hôm nay em giảm giá là còn 200. 200 trên một đôi. Miễn phí ship trên toàn quốc. Và đôi màu đen này cũng 200 ngàn một đôi luôn Miễn phí ship tới tận nhà các bác Gồm có một cây cắt và một cây tỉa Một cái chương trình khuyến mại đặc biệt nha các bác nhé Bởi vì trước đây tất cả các bác đều mua 300 một đôi Thì hôm nay nó giá của nó sẽ là như vậy Đấy và em sẽ đi về cái phần dưới này cho các bác để mình xem những cái bộ sản phẩm dưới này Đấy, đây các bác nhá Thì vừa lấy em mới đi về cơ top này Thì em sẽ đưa gửi cho các bác bộ cạp Cặp ngày hôm nay thì em sẽ có cặp trắng và cặp đen như các bác nhìn đây thì dòng cặp thì nó sẽ phải có hai loại nha các bác nhé. một loại bản mỏng và một loại bản dày. Đấy và giá hôm nay thì cũng sẽ đưa tới các bác một cái giá của ngày nghỉ lễ 30 tháng 4 một cái giá tốt nhất. Một cây cặp tròn một cây cặp tròn giá sẽ là 300. Các bác mua thêm một cây cặp chéo nữa sẽ là 300. Và em sẽ miễn phí ship tới tận nhà các bác luôn cho các bác nhé. Đấy và bác nào muốn ưu đãi về tất cả những cái sản phẩm trên và đang muốn liên hệ qua Zalo kết bạn để xem hàng chi tiết thì hãy kết bạn Zalo với em số điện thoại đây. 0886640922 và số 0869607198. Đấy và các bác uh, tiếp tục vào đối tới đôi cặp trắng này. Cặp trắng này cũng một cây tròn một cây chéo đây cây này trước nó là 450 trên một cây. Và hôm nay em sẽ gửi tới các bác uh, giá sẽ là 400 một cây. Đấy, một đôi là 800 em miễn phí ship tới tận nhà nhé. Cặp đen. Đấy. Tất cả những cái dòng cặp bản cao cấp này là dòng cặp chuyên nghiệp dành cho các bác nhà mình làm cây bonsai, làm cây cảnh. Các bác muốn tạo sẹo, muốn cắt uh, những vị trí khó thì đây là những cái đôi cặp tốt nhất. thế và tới uh, Kabushi này. Uh, à, tối uh, V9 đây các bác ơi Ngày hôm nay vẫn tặng các bác Một đôi V9 này là 150.000 nếu như cắt cành không khỏe thì các bác không sử dụng loại nào Cái này là đôi tay của nó bằng thép toàn bộ Các bác cắt thoải mái cành to cho em Và mỗi một bác mua thì còn được tặng thêm một cái lò xo như thế này Để các bác nhé 150 nghìn Đấy, Nếu như các bác mà muốn kết hợp thêm một cây cưa gấp này nữa Là 320 nghìn Các bác sẽ mua được một bộ ba như thế này Đấy, Và các bác hãy chụp ảnh màn hình vào cho em nhé thì rất nhiều các bác thắc mắc mẹ em bảo sao nói nhanh thế hoặc là qua sản phẩm nhanh thế thì nó có nhiều những cái ý kiến trái chiều lắm nhiều bác bảo mỗi một video phải bày thật nhiều sản phẩm để cho các bác nhà mình xem nhưng mà bày nhiều như này mà không nói nhanh thì một video tới 30 phút không hết được thì các bác xem nó lâu thế cho nên là em cũng nói rất chi là chi tiết và rõ ràng về từng sản phẩm một để các bác nhà mình được lắm bắt đấy và tới dòng cưa bút đi này thì em vẫn đưa tới các bác dòng cưa bút đi của Japan công nghệ Japan đấy các bác nhé đây là dòng cưa thượng hạng và có tên tuổi lắm trên thị trường đấy một cưa bút đi là 350 Các bác cũng có thể mua lưỡi rời Bên em có lưỡi rời để phục vụ các bác nhé Đấy và với cái bộ sản phẩm ngày hôm nay Thì còn một cây cưa top này chắc chưa giới thiệu Cây cưa top này nhá 25cm dòng cưa gấp loại chuẩn xịn nhập khẩu 300.000 trên một cây Đấy và với bộ sản phẩm ngày hôm nay Thì em sẽ gửi và ship tới tận nhà Bác nào đang có nhu cầu Về tất cả những cái sản phẩm Về đại lý của bên em à, Các bác muốn xem thật nhiều Nhớ cho em xin một like nhé Một chuông và một lượt đăng ký kênh nhất là dây nhô muốn cây cảnh thì nhà em lúc nào cũng nhiều để đưa tới các bác nhà mình và kìm kéo để không thiếu một cái loại gì cả loại nào cũng bao chất lượng nhất để các bác nhà mình sử dụng được tốt nhất và để được tư vấn mua những cái sản phẩm nào mà các bác uh, yêu thích và sắc bén nhất trong công việc làm vườn thì cứ gọi điện trực tiếp cho em nhé vào zalo để em tư vấn các bác nhà mình rất cảm ơn các bác đã xem video của em và biết giá được tất cả những cái sản phẩm này Hẹn các bác một cái video sau thì em sẽ chia sẻ thật nhiều để các bác nhà mình nắm bắt được nhé. Cảm ơn các bác đã theo dõi video. Chào và hẹn gặp lại các bác ạ.